The Donai Vlog, thân chào đến tất cả mọi người đang lắng nghe. Hôm nay, mình trích bài viết này từ CNN với đề tài về những điểm bí mật trên một trong những bờ biển đẹp nhất châu Âu. Mình sống ở Na Uy hơn 40 năm nay, lần cuối cùng mình về Việt Nam chơi 3 tuần. Trong 3 tuần đó, mình đi từ miền Bắc, ra miền Trung rồi đến miền Nam và cuối cùng mình ở 5 ngày tại đảo Phú Quốc. Mỗi quốc gia có mối vẻ đẹp khác nhau. Vì khung cảnh hữu tình luôn đi đôi với văn hóa và ẩm thực. Bởi vì sự hài hòa đó cho ta sự nhìn nhận về mỗi địa thế, với mỗi vẻ đẹp không giống nhau từ mỗi quốc gia. Đối với nhiều người, bờ biển phía nam Danmatian là cơ Giữa Split và Dubzovin có một số địa điểm được ghé thăm nhiều nhất trong cả nước. Đôi khi, người ta có thể cảm thấy như thể toàn bộ phần bờ biển Dalmatian này hơi quá nổi tiếng vì lợi ích riêng của nó với ngày càng nhiều khách du lịch đến Dubrovnik, Split và các điểm đến hấp dẫn khác hàng năm. Bạn không thể đổ lỗi cho họ. Không thể phủ nhận bờ biển Asiatic đẹp, với dãy Dinazic Alper hùng vĩ làm nền ấn tượng cho bờ biển bị lõm sâu và hàng chục hòn đảo nằm dài rác. Nhưng ngay cả trong số những ông lớn, vẫn có những túi ít được biết đến hơn. Thành phố thứ hai của Kyrgyzstan cũng là điểm xuất phát của các chuyến phà đến các đảo của Dalmatia. Vì vậy hãy chờ đợi đám đông người kéo vali quanh cảng và khu phố cổ. Đôi khi thật khó để di chuyển trong những tàn tích đẹp như tranh vẽ của cung điện Diocletian vào thế kỷ thứ hai công nhân, được xây dựng bởi Hoàng đế La Mã cùng tên, làm nơi nghỉ hưu của ông. Bãi biển gần nhất, Ba Vít ngay phía đông bến phả cũng đông đúc không kém. Thay vào đó, hãy nghỉ ngơi giữa khung cảnh cây xanh êm dịu của Mát Gian. Một công viên rừng rộng lớn bao phủ toàn bộ mũi đất ở phía tây cảng. Khi bạn đã đi lang thang dọc theo những con đường mòn rợp bóng cây và ngắm nhìn Split và biển, từ điểm quan sát teogerzin điểm cao nhất của Matzan, ở độ cao gần 600 feet, hãy đi xuống bãi biển dây nát bên dưới công viên để bơi lội thư giãn. Khi ở đó, hãy ghé vào phòng trưng bày Metrovi, cách đó vài phút đi bộ, để chiêm ngưỡng tác phẩm của nhà điêu khắc vĩ đại nhất Kersosier, Ivan Metrovi sống từ năm 1883 đến năm 1962. Biệt thự mùa hè xa hoa, tự thiết kế của ông, được xây dựng từ những năm 1930, cho đến nay tận dụng tối đa quang cảnh biển, là nơi trưng bày đầy sức gợi cho nghệ thuật của ông. Bạn cũng có thể xem nghệ thuật tôn giáo của ông tại nhà thờ thế kỷ 16, trong khu phức hợp Sikvina, cách đó 5 phút đi bộ. Bạn có thể dễ dàng nhìn thấy đảo Onta từ cảng của Spurlit, nhưng vì một số lý do không thể giải thích được, hòn đảo này thường bị bỏ qua vì các nước láng giềng Haver và Bờ Gia. Mọi người đang bỏ lỡ nơi yên tĩnh, thoải mái này và những vịnh nhỏ đầy sỏi được che chở nằm sát bờ biển phía nam, đặc biệt là vùng nước màu ngọc lam của Senska, Stay và Kunji. Những chiếc du thuyền có thể đã đi ngang qua ngôi làng Malinika trên bờ biển phía tây, với bến du thuyền được trang bị tốt và vịnh ơ lưu lõm sâu gần đó. Về phía cuối phía đông, Sơ cũng quyến rũ không kém, nó cũng gần với một số nhà máy rượu vang trên đảo sản xuất rượu vang đỏ đôp di bản địa và đậm đà. Hãy dừng chân tại Catelac azotuma hấp dẫn để nếm thử rượu vang bao gồm bất hải sản tự làm và tapende. Ở giữa là dạm ô lưu, những lùm cây sản xuất dầu đặc giải thưởng, dầu bán địa từ giống ô lưu Danmatian. Rack. Hình ảnh đầu tiên về các bãi biển ở Kersosia thường là giờ dài hình chữ V ở bờ ra, nơi có những viên sỏi nhỏ gần giống như cát trắng. Không có gì ngạc nhiên khi cả bãi biển và thị trấn gần nhất, Bôn, đều trở thành điểm nóng. Để tránh đám đông, hãy thử đến một số ngôi làng nhỏ dọc theo bờ biển phía bắc lợm chậm của bờ ra, bao gồm Puyca, nơi có mỏ đá sản xuất đá bờ ra màu kem được thấy khắp Danmatia, và thậm chí cả Nhà Trắng ở Washington, D.C. Bạn không thể bỏ lỡ ngôi trường thợ đá xinh đẹp Kaleska Kola tọa lạc trên bờ sông. Trên bờ biển phía Tây, ngôi làng Mina thư thái bao quanh một bến cảng sâu, trong khi những lùm ô liu và vườn nho trải dài quanh vùng nông thôn xung quanh và cung cấp những chuyến đạp xe nhẹ nhàng. Từ đây bạn có thể đi theo con đường ngoằn ngoèo chóng mặt khoảng 10 dặm dọc theo bờ biển phía nam để đến một phần lịch sử hấp dẫn của bờ già. Bờ La Hermit đã được UNESCO công nhận, được xây dựng trên vách đá bởi các nhà sư thế kỷ 16. VAR Bị thu hút bởi danh tiếng theo chủ nghĩa khoái lạc, các du khách trẻ tuổi đổ xô đến thị trấn Haver. Nhưng hòn đảo này còn có nhiều điều hơn thế nữa, ngoài vị thế là địa điểm tổ chức đảng chính thức của Kersosier rời xa đám đông, những bữa tiệc trên thuyền và câu lạc bộ đêm, đó là một thế giới khác với những cánh đồng hoa hoài hương, vườn nho, rừng thông, nhà hàng trang trại và vườn ô lưu. Ngắm nhìn khía cạnh êm dịu hơn của Haver ở Stasi mặc dù nằm trên tuyến phà chính nhưng lại cực kỳ yên tĩnh. Khám phá những con đường lát đá cầm thạch kiểu Venice trước khi bắt đầu đi dạo trên đồng bằng Stasi khu vực rừng ô lưu và vườn nho được UNESCO công nhận do người Hy Lạp tạo ra vào thế kỷ thứ tư trước công nguyên. Tiếp tục đi về phía đông, tới một số làng trài nhỏ hơn, Gelsa và Mina đều có những bãi biển tuyệt đẹp. Verboska là một nơi khác để bạn thêm vào danh sách của mình những ngôi nhà bằng đa trắng nằm dọc theo con kênh chạy từ bến cảng dài ngoằn ngoèo. Lastovo Mất 3 giờ đi phà từ Split hoặc Dubrovnik, nhưng nỗ lực để đến được Lastovo là rất đáng giá. Toàn bộ hòn đảo là một công viên thiên nhiên, với hơn 225 dặm đường mòn đi bộ uốn lượn xuyên qua rừng và đi qua những ngôi làng nhỏ có mái bằng đá đất nung. Đây thực sự là nơi để thoát khỏi tất cả và thả mình trên những bãi biển đầy sỏi sau khi đi bộ xuyên rừng, thưởng thức hải sản nướng tại nhà hàng bên bờ biển. Hãy đến ngôi làng ven biển Zaklopita nơi có khu vực quan sát trên cao cách trung tâm khoảng 8 phút lái xe mang đến tầm nhìn bao quát. Đỗ xe và đi bộ thêm khoảng 400 thước nữa để lên đến đỉnh xoan để có khung cảnh cao hơn nữa. Nằm dài rác một vài hòn đảo nhỏ hơn, khiến Lastovo trở thành địa điểm yêu thích của các thợ lặn và người lặn bằng ống thở. Gần như xa Lastovo là hòn đảo Vít, nơi đã trở nên nổi tiếng sau vai chính trong Mìa. Chúng ta lại đi đây. Đó là một nơi quyến rũ với những ngôi làng theo phong cách Venice, bao gồm thị trấn Vít và Comia. Công viên thiên nhiên Bicovo Trong khi những người yêu thích bãi biển thư giãn trên bờ biển dài của Macaca di đặc biệt là ở Tupi, Bacavoda, Bergella và Macaca, thì những người đi bộ đường dài và đi xe đạp leo núi đi thẳng đến những con đường mòn đầy đá của công viên tự nhiên Bicovo. Bao phủ khoảng 78 dặm vuông của dãy núi Dinazic Amper, Bikovo mang đến những cái nhìn thoáng qua đầy trêu nguy về biển khi bạn tiến lên những ngọn núi cao hơn. Những người leo núi cứng rắn sẽ muốn vượt qua đỉnh Sviti Du cao 5.780 phút, ngọn núi cao thứ hai của Kyrgyzosia. Các loại cảm giác mạnh khác được cung cấp trên Skiwak Bicovo, đài quan sát hình lưới liềm, đáy kính, lơ lửng trên vách đá cao hơn 4.000 feet so với mực nước biển. Ngay phía bắc Bikovo và đáng để đi đường vòng là kỳ quan địa lý Omi. Tại đây, sông setina cắt qua một loạt hẻm núi trước khi chảy vào biển asiatic chia đôi thị trấn nếu bạn thực sự muốn thử thách lòng can đảm của mình hãy bay cao qua hẻm núi trên một trong tám đường đu dây do jipin điều hành đồng bằng nezhetva giữa dãy núi Dinazic, ampergo ghề chảy dọc theo hầu hết bờ biển asiatic là cảnh quan rộng lớn bằng phẳng vô cùng màu mỡ của đồng bằng và thung lũng nezhetva Dòng sông Nezetva chảy dưới cây cầu đá nổi tiếng của Mostar ở Bosnia đổ vào biển Adriatic giữa làng Jugotin và Burley, tạo nên một thế giới đầy nước của sự thanh bình thuần khiết. Vườn cây ăn quả, đường thủy, vùng đất ngập nước và hồ mời gọi bạn khám phá chậm rãi bằng thuyền, đi bộ hoặc đi xe hai bánh khi đi ngang qua các quầy hàng ven đường bán trái cây mà bạn thấy mọc xung quanh mình. Hãy đổ xe trên bãi biển Delta đầy cát rộng lớn để ngắm nhìn những người lướt ván diều lướt trên bãi cát. Bán đảo Pelješac, vùng đất dài phía bắc Dubrovnik này có một số vườn nho tốt nhất ở Croatia, với những hàng nho đỏ Pelavac Mali và Dinga. vắc vào bờ biển của nó là hàng chục vịnh nhỏ đầy sỏi được bao quanh bởi rừng thông. Cho đến năm 2022, việc tiếp cận nó từ phía bắc có nghĩa là phải băng qua Bosnia nơi có đường bờ biển dài 22,4 km nằm dưới đồng bằng Nezetva, trước khi một lần nữa nhường chỗ cho bờ biển phía nam Danmatian của Kersosia. Nhưng vào năm 2022, cầu Pelzec đã được khai trương, nối bán đảo với đất liền Kersosia ở phía bắc Bosnia nghĩa là bạn có thể đến phần còn lại của miền nam Danmatia mà không cần phải qua trạm kiểm soát biên giới. Từ Pelzec bạn có thể thực hiện một chuyến đi ngắn đến Kozula, hòn đảo nổi tiếng nằm ngay gần bán đảo, bằng phà ở Ozebi, ở phía bắc bán đảo. Tương tự, bạn có thể dễ dàng đến hòn đảo Mlezet xanh tươi từ cảng nhỏ ở Psapsaton ở phía nam. Trước khi rời Pelzet, bạn sẽ muốn ghé thăm hai trong số những điểm tham quan nổi tiếng nhất của bán đảo, bãi hậu ở Maliston và những bức tường đá khổng lồ bao quanh làng Stone từ thế kỷ 14. Quần đảo Elafiti đi lang thang dọc theo bến cảng cũ của dubjovinh và chỉ trong vài giây bạn sẽ có chuyến đi trong ngày đến quần đảo elafiti phía bắc thành phố mặc dù một ngày là đủ để tham quan cả ba hòn đảo có người sinh sống kolob loput và ipan nhưng sẽ thỏa mãn hơn nếu chọn một hòn đảo và dành vài ngày vui chơi trong yên bình sau khi những người đi chơi trong ngày đã về ipan lớn nhất là nơi duy nhất cho phép ô tô nhưng nó có một cảm giác quyến rũ có rất ít việc phải làm ngoài việc đi lang thang qua những lùm ô liu bao phủ phần lớn hòn đảo, bơi trong những bãi biển đầy sỏi và thưởng thức món cá nướng mới nướng. Điều này khiến nó gần như trở thành bản chất của cuộc sống mùa hè của giống ô liu Đan Matian. Vùng Dubrovnik. Bất cứ ai từng đến khu phố cổ Dubrovnik vào mùa hè sẽ không ngạc nhiên khi biết rằng đây là nơi được ghé thăm nhiều nhất ở Croatia. Đám đông có thể không thể chịu nổi và nhiều du khách thích trú ngủ tại các ngôi làng dọc theo bờ biển cuối cùng của đất nước này, nơi đây có mạng lưới xe buýt tốt để đi lại. Cát Tát, cách Dubzoving khoảng 15 dặm về phía nam, đang ngày càng trở nên phổ biến như một lựa chọn thay thế cho thành phố. Hoặc nhìn về phía bắc Dubzoving-Solano, cách đó 40 phút lái xe cũng thuận tiện cho việc tham quan vườn ươm chờ Stento khi bạn không thư giãn trong làn nước tĩnh lặng của vịnh rợp bóng thông. Hãy đến bờ biển Adriatic phía bắc Kerosia để khám phá một số khu vực quyến rũ nhất đất nước. Trong khi Dubrovnik và các khu vực khác ở miền nam Dalmatia thu hút được sự chú ý lớn thì bán đảo Istrian các đảo lân cận và các cảng ven biển của vịnh vaner lại bộc lộ những khía cạnh khác của nền văn hóa và lịch sử phong phú của cơ trên thực tế hầu như có quá nhiều lịch sử để tiếp thu người hy lạp và la mã cổ đại người venice người áo hùng và người ý đều đã để lại dấu ấn của mình trong kiến trúc ngôn ngữ và ẩm thực của khu vực à vâng đồ ăn nấm chu phờ dầu ô liu hầu và chai ngon ngọt ở istria món langustin béo ngậy ở vịnh Vanner, thịt cừu có hương vị thơm ngon từ Z, và tất cả đều kết hợp tuyệt vời với thịt trắng man Vaziza Istrian và màu đỏ Tejan, và món Latina trắng giòn từ Kerserker. Khi không khám phá những tàn tích La Mã cổ đại, những ngôi làng ở Venice và thị trấn Hatsburg, bạn sẽ đắm mình trên hàng trăm bãi biển chạy dọc theo bờ biển dài của Istria đến Opatiza Zivierza lân cận và bờ vịnh Vanner sau đó bắt một chuyến phà để dạo chơi các hòn đảo trong vịnh Cơ Dơ Cơ, Z, Loi và Giáp mỗi hòn đảo đều có thể tiếp cận được từ hòn đảo kia, nhưng tất cả đều đòi hỏi phải có một cái nhìn lâu dài. Istria Hãy đi dọc theo bờ biển hình trái tim của bán đảo Istria và bạn sẽ tự hỏi liệu mình có vô tình đi lạc qua biên giới Ý hay không. Tại nhiều thời điểm khác nhau trong lịch sử lâu dài của mình, Istria là một phần của đế chế La Mã, Venice và Hasbert cũng như của chính nước Ý cho đến sau Thế chiến thứ hai và bạn có thể thấy cũng như nếm trải di sản này ở khắp mọi nơi. Tại Pula ở mũi phía nam của bán đảo, bạn sẽ thấy một trong những nhà hát vòng tròn La Mã được bảo tồn tốt nhất thế giới, một khung cảnh không khí dành cho các buổi hoa nhạc và liên hoan phim Pula. Dọc theo bờ biển phía tây là cảng Jovin xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi, hay Jovigo, như tên gọi của nó ở thị trấn song ngữ này. Những ngôi nhà phố theo phong cách Venice của nó chen vào những con hẻm chật hẹp và những quảng trường nhỏ trong khu phố cổ thời Trung cổ, nơi mà đến một lúc nào đó bạn sẽ thấy mình đang bước trên những bậc thang dài sỏi của Grecia, một trong những con đường đẹp nhất ở đây. Đi một trong những chiếc thuyền thường xuyên đến hòn đảo nhỏ Sveta Katarina sẽ giúp bạn có tầm nhìn đẹp nhất ra thành phố. Apatija. Khi người Habsburg phát hiện ra khí hậu ôn hòa của Opatiza vào thế kỷ 19, họ đã biến nơi từng là một làng trài nhỏ trên bờ biển Vịnh Vanner thành cái nôi của du lịch Grosier. Những ngôi nhà phố beo lê ép cố màu pastel nhanh chóng mọc lên, nhiều ngôi nhà trong số đó hiện là khách sạn lớn của Opatiza. Công viên Angelina gần bờ biển là sự giới thiệu hay về thị trấn thanh lịch này, một nơi yên tĩnh với những khu vườn gọn gàng, đây cũng là nơi có biệt thự Angelina từ năm 1844, hiện là bảo tàng du lịch Cờ Có một bộ sưu tập nhỏ nhưng hấp dẫn gồm những bức ảnh cũ, trang phục đi biển cổ điển, áp phích, bưu thiếp và đồ lưu niệm có niên đại hơn 150 năm. Hãy để ý bức tường danh vọng của công viên trưng bày những bức tranh khổng lồ của những du khách trước đây bao gồm Albert Einstein, James Joyce, Isadora Duncan, Gustav Mahler, Robert Jenizo và anh em nhà Lumi. Một trong những cách thú vị nhất để khám phá thị trấn và các khu vực khác của Opatiza Zivierza là đi theo Lungoma. Lối đi dạo bên bờ biển này uốn lượn dọc theo bờ biển gần năm dặm từ làng trài Volosco ở phía bắc Opatiza đến thị trấn Lovjan ở chân công viên tự nhiên Uka. Rieka. Càng lớn nhất của Kersosia không chỉ là điểm xuất phát của các chuyến phà đến các đảo thuộc Vịnh Vanner. Thành phố quốc tế này, thủ đô văn hóa châu Âu năm 2020 rất đáng để bạn chiêm ngưỡng. Cô là con đường dành cho người đi bộ chính của ZZK, là trung tâm của thành phố, lang thang qua những ngôi nhà phố thời Hatsburg và những quán cà phê sân thượng đầy mời gọi. Sau đó, Bảo tàng máy tính PEK và POKE độc đáo mang đến cái nhìn hoài cổ về những chiếc máy tính cổ điển và công nghệ khác. Để quay ngược thời gian xa hơn, hãy leo 528 bậc thang hoặc đi xe buýt đến lâu đài Chastat, một pháo đài từ thế kỷ 13 trên một ngọn dốc nhìn ra Zizekka để ngắm nhìn quang cảnh rực rỡ của thành phố và các hòn đảo của vịnh Vanner. Chastat cũng là một nơi hành hương nơi có nhà thờ Đức Mẹ Chastat và công viên lân cận, với các trạm thánh giá dọc theo lối đi bộ và các điểm quan sát. KRK Gắn liền với Kret láng giềng để trở thành hòn đảo lớn nhất ở Kyrgyzsia và là nơi có sân bay Zizekka, Kyrgyzsia được gắn với đất liền thông qua một cây cầu dài. Nhiều du khách đi thẳng đến khu nghỉ mát bãi biển sôi động 3K, tại một địa điểm được che chắn ở đầu phía nam của Kyrgyzsia nhưng còn có nhiều bãi biển khác dọc theo bờ biển bị lõm sâu. Làng Vợp Ních là nơi thử dụ Latina trắng bàn địa của Cơ Cờ. Thị trấn Cơ Cờ, khu định cư lớn nhất trên đảo, tiết lộ lịch sử phức tạp của khu vực trong khu phố cổ, với pháo đài thời Trung Cổ, công trình xây dựng kiểu La Mã và những ngôi nhà kiểu Venice trên những con hẻm hẹp lát đá cuội. Hãy để ý những con đường mòn đi bộ đường dài dẫn bạn đến những bãi biển đầy soi hẻo lánh. Cres. Hòn đảo rất dài và mỏng nằm dọc theo bờ biển phía tây của Kerserk. Đây là một phần tương đối hoang sơ của Asiatic, nơi đàn cừu lang thang trên đồng có rậm rạp và sản xuất ra một số loại thịt cừu ngon nhất Kerserk. Bạn sẽ chỉ tìm thấy một số ngôi làng, bao gồm thị trấn rất nhỏ bé theo phong cách Venice và ô so nhỏ hơn đáng kể, có niên đại từ thời La Mã và những con đường có đầy nghệ thuật công cộng. Đó là một nơi buồn ngủ dễ chịu. Với những vịnh nhỏ đầy sỏi yên tĩnh, một hồ nước ngọt nội địa và khung cảnh bất ngờ của một trung tâm cứu hộ kèn kèn gơ di phong ở ngôi làng phía Bắc Bê Lì. Khi không thư giãn trên các bãi biển ở Valun hay Lubensit, bạn có thể khám phá hơn 60 dặm đường mòn đi bộ kết hợp giữa vùng hoang giá của vùng nội địa với vẻ đẹp lung linh của bờ biển. Losing Gắn liền với phía tây nam của Xét Bằng một cây cầu xoay, loi lùng lặng ở vùng xa nhất của vịnh Kvaner. Mặc dù có thể mất một chút nỗ lực để đạt được điều đó nhưng nó vô cùng xứng đáng. Được bao phủ bởi các loại thảo mộc hoang dã, lối có mùi thơm nhẹ nhàng mà bạn sẽ khám phá được khi đi bộ hoặc đạp xe dọc theo những con đường dợp bóng thông bao quanh các khu vực của hòn đảo. Hai ngôi làng chính của nó, Maliloi và Veliloi, thể hiện di sản Venice của họ. Trên thực tế, những ngôi nhà có màu sắc rực rỡ của Veliloi giống với những ngôi nhà trên đảo Buzano của Venice. Tại báo tàng Aposimen của Mali Loi, bạn sẽ cảm nhận được lịch sử cổ xưa khi chiêm ngưỡng bức tượng đồng của một vận động viên Hy Lạp đã nằm yên chưa được phát hiện ở Asiatic trong hơn 2.000 năm. Trở lại thế kỷ 19, Hoàng đế Áo Hung San Joseph đã phát hiện ra tiềm năng của Loi là một nơi để thư giãn hoàn toàn trong bầu không khí thơm mát tuyệt đẹp đó. Một trong những địa điểm yêu thích của anh là Vịnh Y Cát Méo Mó nơi có làng nước trong vắt được bao quanh bởi những cây thông Aleppo vẫn quyến rũ hơn bao giờ hết. Rồi, Tiềm bản quyền thuộc một loại khác đã đưa đảo giáp lên bản đồ. Năm 1936, vua Edward tám trị vì ngắn hạn của anh và người tình lúc bấy giờ là Wallis Simpson cởi trần và nhảy trần chuồng xuống vùng biển ngoài khơi bán đảo răng khơi dậy một truyền thống khỏa thân chưa bao giờ rời bỏ. Bằng cách nào đó, hòn đảo nhỏ này có thể chứa được ít nhất hai chục bãi biển đầy cát, một kỳ tích ở một đất nước bị thống trị bởi các vịnh nhỏ đầy sỏi và đá. Đi bộ đường dài ở bán đảo Lô pa và bạn sẽ bắt gặp một số nơi đáng yêu nhất. Không chỉ là nước trong vắt của giáp mới mê hoặc các du khách hoàng gia. Kiến trúc thời trung cổ tinh xảo và được bảo tồn đẹp mắt của thị trấn giáp, bao gồm bốn khu cắm trại theo phong cách La Mã, cũng thật hấp dẫn. Nhắc đến Dalmatia, người ta thường nghĩ đến Spurlitz và Dubrovnik. Nhưng hãy đi đến đoạn phía bắc của vùng ven biển Kersosia này và bạn sẽ tìm thấy một con đường ít người qua lại hơn một chút. Bờ biển của Kersosia từ Yada đến Chogor chứa đựng vô số lịch sử và văn hóa cũng như phong cảnh mê hoặc trong phạm vi dưới 90 dặm, khoảng 144 km. Và đó mới chỉ là đất liền còn có hàng chục hòn đảo nằm rải rác dọc bờ biển. Nhiều nơi không có người ở, những nơi khác là nơi để đến khi bạn cần thoát khỏi tất cả. Thậm chí còn có công viên quốc gia Konati, một trong những không gian thiên nhiên hấp dẫn nhất của Keserzia, trải rộng trên 89 hòn đảo. Bạn sẽ sớm hiểu tại sao đi lại bằng thuyền lại là một lựa chọn hấp dẫn đến vậy. Các thành phố lớn Jada và Iben sẽ đưa bạn quay ngược thời gian, Jada về thời kỳ La Mã, Iben về thời kỳ cai trị thời trung cổ của Keserzia. Trong khi đó, Gư, nơi có khu phố cổ nằm trên hòn đảo nhỏ của riêng mình là một nơi huyền diệu được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Ở giữa là những ngôi làng ven biển quyến rũ, những bãi biển hẻo lánh và vùng sản xuất rượu vang nổi địa. Ra đa và xung quanh. Bước vào trung tâm lịch sử của thành phố lâu đời nhất Kyrgyzstan, được thành lập bởi bộ lạc Libuzinan cổ đại và là thuộc địa của người La Mã vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên và bạn sẽ có cái nhìn sâu sắc về điều gì đã khiến lịch sử của đất nước này trở nên hấp dẫn đến vậy. Chỉ trong một quảng trường trong khu phố cổ có tường bao quanh, bạn sẽ đắm chìm trong lịch sử hàng thế kỷ. Tờ GG Opatic Ai tập trung vào phần còn lại của diễn đàn La Mã Cổ Đại, nhiều viên đá trong số đó được sử dụng để xây dựng nhà thờ SCT Donat thế kỷ thứ 9 bên cạnh nó. Bên cạnh nhà thờ là nhà thờ theo phong cách La Mã của Thánh Anastasia. Đối diện, đừng bỏ lỡ tháp trung thế kỷ 11 bên cạnh nhà thờ SCT Mezi, một tu viện Benedictine thời Phục Hưng, nhưng bên trong có một chút kiến trúc La Mã và thời Trung Cổ. Cả nhà thờ SCT Mezisar và nhà rửa tội SCT Anastasia đều bị phá hủy trong trận đánh bom của quân đồng minh năm 1943 và phải được xây dựng lại. Đi lang thang dọc theo bờ sông của Gia Đa và chắc chắn bạn sẽ quay trở lại thế kỷ 21 khi bắt gặp hai tác phẩm nghệ thuật sắp đặt của Nicola Bay đã trở thành điểm thu hút chính. Hãy ngồi trên những bậc đá cầm thạch sáng bóng cạnh mép nước và lắng nghe những âm thanh đầy ám ảnh của Si Áo Căng, một bộ ống dẫn nước dưới nước chạy bằng sóng. Ngay bên cạnh nó, gắn liền với bờ sông là tác phẩm đồng hành của nó, Hãy Chào Mặt Trời, được chiếu sáng bởi những tấm kính màu xanh làm phát sáng vào ban đêm. Sau khi bạn đã thông thà dạo qua chợ thực phẩm tuyệt vời của Zada, cách Ulika Vozavukia Hvatinia 5 phút đi bộ, đã đến lúc ra bãi biển. Đi theo bờ biển ngay phía bắc trung tâm và bạn sẽ đến các bãi biển Bojic và Dikolo thân thiện với gia đình, trong khi ngay bên dưới khu phố cổ là những bãi biển của thành phố. Colover được chúng tôi bình chọn vì những quán bar sôi động trên bãi biển. Nếu bạn đang muốn trải nghiệm bãi biển trọn vẹn, hãy đi khoảng 4 dặm về phía nam Colover và bạn sẽ đến làng Bibin, Bí nơi có gần 3 dặm bãi biển kết thúc tại bến du thuyền lớn nhất Kerosia. Trước khi rời đất liền, hãy đi vòng nhanh khoảng 10 dặm, 16 km, về phía bắc Gia Đa để đến thị trấn nhỏ Ninh hấp dẫn. Khung cảnh của nó rất khác thường, hai dải cát bào về uốn quanh khu phố cổ nằm trên hòn đảo nhỏ của riêng nó được nối với nhau bằng hai cây cầu các bãi muối xung quanh cho thấy tầm quan trọng của nin trong thời trung cổ bạn có thể tận mắt chứng kiến điều này khi đến thăm xưởng muối nin hãy tham quan bảo tàng và khám phá rằng có rất ít thay đổi trong một nghìn năm qua muối vẫn được thu hoạch bằng tay sau khi khám phá những con đường hẹp của khu phố cổ Hãy đến bãi biển quyện đầy cát ngay bên ngoài và cùng những người dân địa phương bôi mình trong lớp bùn trị liệu ấy mà bạn sẽ tìm thấy trong đám lau sậy phía sau bãi biển. Quần đảo Zada. Nhiều hòn đảo nằm dài rác ngoài khơi bờ biển Zada là một trong những hòn đảo thoải mái nhất ở Josiah và có thể đến được nhiều hòn đảo bằng phà. Hai nơi gần nhất và dễ tiếp cận nhất, Unjan và Paman, chỉ cách 25 phút đi thuyền và gần giống như vùng ngoại ô của Zada. Mặc dù vùng ngoại ô được bao phủ bởi những lùm ô liu, lõm vào với những vịnh nhỏ đầy đá cuội và đan xen với những con đường mòn đi bộ và đi xe đạp. Siêu Ba, cách ra đa khoảng 3 giờ đi phà hoặc hơn, là một trong những nơi xa nhất, một nơi mát mẻ, nơi ô tô không được phép sử dụng và thậm chí cả xe đạp cũng bị cấm trong những tháng mùa hè. Người hàng xóm nhỏ hơn của nó, Olip, nằm trên cùng tuyến phà và thậm chí còn có cảm giác xa xôi hơn. Đi khoảng 2 giờ về phía tây từ Gia Đa bằng phà nhanh và bạn sẽ đến Đu Ghi Ốc Tốc ngoan ngoèo, có nghĩa là hòn đảo dài. Lái xe dọc theo bờ biển để tìm những làng trài nhỏ, bung ghe tàu ngầm quân sự Nam Tư Cũ và Velizat, ngọn hái đăng cao nhất của Asiatic ở độ cao 135 feet. Leo lên đỉnh để ngắm nhìn bờ biển phía bắc của Đu Ghi Ốc Tốc và các hòn đảo lân cận. Mặc dù bạn sẽ thấy rằng hầu hết các bãi biển trên đảo đều là những vũng đá cuội, nhưng Sakajun có cát ở bờ biển phía Tây, trong khi ở mũi phía Nam là công viên tự nhiên Telaika đầy mê hoặc, nơi có 25 vịnh nhỏ và 6 hòn đảo nhỏ nằm gọn trong một cảnh quan hình móng vuốt của rừng sồi và rừng ô lưu với những lối đi bộ. Đi theo con đường mòn đến hồ mơ nước mặn nội địa, hay còn gọi là hoa bình. Khi không phải mùa cao điểm, nó vẫn đúng như tên gọi của nó. Vườn quốc gia Konati Các thủy thủ từ lâu đã biết đến niềm vui khi len lỏi qua công viên quốc gia Konati, một quần đảo gồm 89 hòn đảo cực kỳ cằn cỗi nhưng vô cùng xinh đẹp ngay phía nam Đu Ghi Ốc Tốc. Nếu bạn muốn tắt lưới điện, đây là nơi để làm điều đó, không có nguồn nước hoặc điện chính nào trên đảo, chỉ có nước mưa, khí đốt và năng lượng mặt trời. Trên thực tế, thậm chí không có dân số cố định nào ngoài đàn cừu lẻ tẻ. Khi mùa giải bắt đầu, một số hòn đảo, bao gồm Konati, Prikaza và Levzanka, sẽ trở nên sống động. Các nhà hàng và nhà nghỉ cho thuê mở cửa đón đám đông chèo thuyền và trên Prikaza cũng có bến du thuyền được trang bị đầy đủ. Có rất ít việc phải làm ngoài bơi lội, ăn, uống, có thể đi bộ đường dài một chút và lặp lại. Nếu bạn không có thuyền riêng, hãy tham gia chuyến tham quan bằng thuyền từ Mutter, một hòn đảo gần đất liền được nối với nhau bằng một cây cầu. Rất vui khi các bạn đã lắng nghe một phần bài trích giải từ CNN. Bài đọc tạm dừng nơi đây, hy vọng các bạn đón nghe những đề tài kế tiếp. Thân chào! McDonald's Vlog